mình sẽ bắt lên một hôm mà trai mà mày ra sân bánh nữa. Ok à. Gấu à, về con ơi. Gấu về mười gấu ơi, bơm nổ con ơi. Gấu à, về bơm nổ con ơi. Trai đi về cho ba ơi. Đi về hay cho con mình về. Ủa nhậu mà không có chai rượu gì được. Ok, ok. Anh sáu thị đó quên. Gấu đó. Lần đầu tiên uống một cái chen mắt đâm không cậu? Bánh nướng này là bánh nướng này nó nhập từ Hà Lan mới về. Nó có tem. Nè. Từ Hà Lan mới về luôn. À, nếu mà quý vị các bạn mình mà chưa thử mình nói nên thử một lần cho biết. Đúng đúng rồi, uống cho nó biết. Cái học cái đồng đội nha. Là nó rất thơm. Ừ. Nó ngọt. Có gạo nó mới là thơm, nó mới ngọt được. Là mới gọi là hàng hiếm. Đây là cái tem là Việt Nam nè. Cái tem mới cái tem lại là giả, là công ty nó không nhập gì được. Tại vì nó độc quyền là nó mới có cái tem này. Đó. Đó 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 cái tem này cho bạn cái bà có nó nè, bà có số Hà Lan nè. Đó. Bà có tên nó có con đồng này nè. Quay lên đây. Ơi. Rồi sau đây em khui chai thử nghiệm cho anh em. Không phải 69 hả? Tầm chắc chắn rất. Nếu mà 69 của chưa từng thử thì xin hãy thử một lần cho biết. Đây là Magnum. Magnum. Đúng. Nói chung là nó uống vừa ngọt vừa ngon mà tôi vừa uống tôi thơm, cảm thấy tôi rất là phải. Tôi xin hỏi anh là anh uống được bao nhiêu chai rồi? À, từ đó giờ đó là nói chung là chưa từ ra tới giờ chưa uống cái nào. Tôi uống khoảng 5 chai rồi. Nhưng mà tôi cảm thấy nó rất là ngon. Nếu mà quý vị các bạn mà cảm thấy tôi nói được cầm đang quay cái tay. Và nghe ngọt tay thì xin hãy like cho tôi nhé. Đây là giới thiệu là Num. Rồi, ok chúc mừng. Yeah, vô đây vô đây. Dạ sau đây là một màn khui anh Phạm Phu. Rồi để đi con. Sau đây là cậu cháu tôi ăn mừng mùng 1 Tết hả cậu? Rồi ok ok. Ở nhà ngoại tôi giờ bây giờ thằng em ở Đồng Nai nó sẽ khui chai Magnum. Giờ cũng xin chúc cho các bạn quý vị. Chúc cho các bạn và quý vị và các bạn một năm mới thật là an khang thịnh vượng nha. Bùm. Ơ chừng nổ. Ba không. Vô tay vô tay. Sắp lại khui sắp một hai nó banh mặt luôn. Người bái vậy? Người yêu luôn. Sao mẹ? Đây là Magnum là của Heineken luôn nghe các bạn. Bên. Có người gót thôi. Nhưng mà gót là nhà mặt bạn nên nhớ là phải gót hai tay chứ cầm. Uống nó nữa tặng ly nè. Không quá. Tay mỏi chết luôn. Thôi được rồi. Được rồi. Thôi tới đầu nhiều thôi. Anh em. Hai ba vô. Cái bọt cái béo à. Cảm giác mấy anh như thế nào? Nó được ngon chút à. Thơm ngọt. Không, cảm giác là uống Magnum này nè. Là nó ngọt nó thơm mà nó làm như có cái chứa mùi cái mùi hột vịt mà ruột của mình nó thơm. Qua bia hả? Cái nhị qua đó, cái nhị nó sẽ thơm. Thơm nó thơm mà cái miệng vì các bạn chép đây cái miệng nó sẽ ngọt ngọt. Cái mùi này gan như cái mùi bông cà phê. Bây giờ các bạn không tin mấy mùi các bạn chép cái bạn này cái mùi của mấy bạn này. Nghe nè. Cái mùi này nó ngọt. Chán. Thơm. Để uống được chứ. Rồi xin chào. Giá thành này nó cũng không có bỏ bao nhiêu đâu, nó cũng bình dân do lao động mà đúng không à. Một chai nó vậy là bao nhiêu? Vô, bao nhiêu lít? Chai có 1 lít rưỡi thôi. À. Đó. Nhiều giá nó 200 mấy. 200 mấy. 270. Thôi được biết là 270 nhưng mà uống này phải lách xe cực mạnh, uống lách xe mà lên bọt luôn á. Nè 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 cái đàn đồng đội cũ hồi xưa nè nó hỏi thăm ngoài nè. Anh em các bạn nha, nói chung là anh em Quân á, hồi xưa biết Tết chơi giao lưu với nhau mà. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Bye.